Xin chào bác ạ. Vâng, chị nói đi. Xin chào chuyên gia. Vâng. Em tên là Nguyễn Thị Huệ ở Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Vâng, chị Huệ, vâng. Em có một câu hỏi là xin hỏi chuyên gia là bây giờ là em có những cái lòng gà và những cái thức ăn thừa của người đấy, tức là nó có cả mỡ và cả chất mặn. Thế vâng. Thì bây giờ là em muốn ủ để làm phân bón thì là nên ủ như thế nào? Bây giờ em đổ là lưng phi rồi, nhưng mà em còn hỏi chuyên gia xem là cách thức ủ như thế nào, thì hoặc là cái đấy nó có chất mặn thì có bón được không ạ? Vâng, chắc là xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Nhung trồng trọt. Vâng. Xin chào chị. Tất cả những rác thải của động vật, thực vật thì chúng ta có thể ủ để chúng ta đều làm phân được. Nhưng mà nếu như là dầu loại cá đấy thì chúng ta lại phải thêm men proteasa. Nhưng mà trước đó thì chúng ta phải khử mùi bằng EM. Đấy, còn ví dụ như đậu tương, ngô cũng đều ủ được. Nhưng mà đây chị bảo chị có rất nhiều thứ mà lại có cả mặn. Mặn thì nếu mà mặn quá là bón vào đất nó sẽ bị hại đất. Đấy, vì nó sẽ thừa clo. Đấy, vì nhiều cây là không ưa clo. Thế cho nên là muối ăn của chúng ta thì là nó có chứa nhiều clo. Đấy, cho nên là phải tùy từng cái độ mặn. Chứ còn tất cả các rác thải động thực vật là chúng ta đều có thể tận dụng để chúng ta ủ làm phân được. Nhưng mà để khử mùi hôi thối ban đầu thì thường là người ta cho EM. Thì có rất nhiều cái chế phẩm EM. Đấy. EM bán ở trong... Không, từ Tricoderma, cái chế phẩm từ Tricoderma thì người ta lại phải hỗn hợp với phân đã hoai mục rồi cơ. Thế còn cái chế phẩm ủ phân người ta bán ở ngoài thị trường rất nhiều. Có những cái gói men vi sinh tôi nhớ là 200g một. Đấy, để cho nông dân dễ ủ với hàng kiểu như 5 tạ hoặc nửa tấn một ấy. Thì nó dễ hơn. Có nơi thì người ta đóng 1 lít hoặc là 1 cân. Nhưng có nơi thì đóng 500g. Thì bác cứ ra hiệu thuốc, bác mua cái hiệu bảo vệ thực vật ấy, hoặc là vật tư nông nghiệp ấy, là người ta bán cái ủ phân. Thì trong đó nó có tập đoàn vi sinh vật có ích. Đấy. Thế còn cái nấm từ Tricoderma không thì lúc này không ủ vào đấy được. Nó sẽ làm chết nấm, mà thường là người ta hỗn hợp với lại phân đã hoai mục rồi cơ. Thế còn cái độ mặn của chị nó vừa phải thôi. Thì sau này pha loãng. Bởi vì nếu mà thức ăn động vật nhiều ấy, thì sau này nó sẽ nhiều đạm. Thì có thể pha loãng 100-200 lít. Thì nếu cái lượng muối nó không đủ lớn ấy, không nhiều quá mà nó không gây mặn quá đấy thì mới được. Chứ còn cây trồng của chúng ta thì nó không ưa cái độ mặn, nó không ưa clo nhiều. Đấy, cho nên là nó có thể nó hại cây, hại đất. Đấy, thì tùy từng cái mà những cái gì mà nó mặn quá thì chị cũng không nên tận dụng quá. Ví dụ nó mặn toàn như muối, như mắm mà thừa không ăn được ấy, thì chúng ta cũng nên bỏ. Đấy, tại vì cái đấy nó hàm lượng muối nó quá cao. Chứ còn cái thức ăn thừa hàng ngày mà nó nhạt thì nó chỉ gọi là có một tí muối thì vẫn được. Vâng, cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung rất là nhiều. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.